Tâm Phát TV xin kính chào tất cả quý bà con. Rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay. Có tin hot bà con ơi, mại vô. Một cái tấm hình mà từ ngày hôm qua cho tới nay nghe, cộng đồng mạng người ta bàn tán lung tung xà beng. Đây, bây giờ em cho quý bà con cô bác mình coi liền ngay lập tức. Quý bà con mình nhìn kỹ giùm em cái chỗ mà khoanh đỏ đỏ đó. Chú cha ơi, sau này bụng chị ve bự dữ ta. Bự. Trời đất ôm nổi. Quý bà con mình nhìn kỹ giùm em chưa? Thấy rõ không quý bà con? Nó, trời đất ơi ông nội ơi. Thì một số người á, người ta cho rằng trời đất ơi chắc ve nó có bầu. Ôm nghén. Một số người á thì người ta cho rằng ve nó mập, bụng nó mỡ. Mà bây giờ em nói quý bà con mình nghe như thế này nè. Không biết quý bà con cô bác mình còn nhớ á, cũng ngày này năm xưa. Trời đất ơi, ta nói cũng bé dê à, đi qua bên Pháp nha. Bên Pháp hát cũng cái live show của cái bà bầu show mà bên Pháp mập mập á. Trời đất ơi, ông nội ta nói cái gì mà bà lên bà mặt cũng màu đỏ luôn. Ừ, trời đất ơi, ông nội ơi, nhưng mà cái bữa hôm năm trước á, hình như chị ve mặt cái màu cái đầm hay cái gì đó, nói chung là độn gái em không có gành quý bà con. Đó, mặc cái màu nằm đỏ, còn chuyến này thì mặc áo dài đỏ. Nhưng mà hồi cái năm rồi đó, người ta có chụp lại một cái tấm hình, chị ve cái bụng chị ấy nó hơi to hơn bình thường đó. Còn giờ khi chị bây giờ đó thì chị ve cái tấm hình này đó là cái tấm hình mà lúc chị ve đi ăn với chú Sạc. Chị ve để lộ luôn nguyên cái bụng cha bá. Thì giờ em hỏi quý bà con cô bác mình vậy. Bây giờ ai á thì em không tin nha. Ủa vậy ai em còn tin nha. Chứ riêng bé ve nha, em tin nha. Em tin là em tin gì? Em nghi lắm. Nghi ốm nghén đi. Ừ đúng rồi, mình dùng từ ốm nghén đi. Thật sự là vậy quý bà con. Tại sao mà em nói vậy? Trời đất ơi, em hỏi quý bà con cô bác mình vậy. Trời đất ơi, ông Sạc cũng đâu phải là cái gì của con ve đâu. Em nói quý bà con mình đồng tình không? Ở bên Pháp là cái xứ sở nó lạnh mà đặc biệt có sương mù rồi đó. Chú cha ơi, tao nói trong một cái đêm thanh vắng thanh tịnh, tao nói tắt đèn một phát, một nam một nữ, mà nam á tới giờ còn chưa có vợ, mà nữ này có chồng mà cũng như không, thì em hỏi quý bà con cô bác mình chuyện gì nó xảy ra, mà đặc biệt đối với ai á thì em không biết, nhưng mà riêng cái khứa Sạc này nè, cái mặt của khứa đó ta nói nó gian gian díu díu mập mờ quý bà con, đúng không? Mà cái bụng này em nhìn em theo em á nghe, dám lắm á. Tại vì nó hơi phệ. Quý bà con để ý cái bụng em đi. Đàn ông mình bụng thì mình không nói. Còn đàn bà con gái cái bụng gì kỳ vậy trời. Đúng không? Ta nói trời đất ơi, bởi ta nói nghiệp hoặc tới nơi kìa. Ta nói chuyện này dám, nhiều khi bà Sáu ba mừng cũng chừng quý bà con. Ba mừng về cái gì? Sắp qua đưa cho ngoại. Tao nói vô mánh nha. Tao nói chuyện này bà Sáu vô mánh nha. Thôi đó, ôi để gan đứa nữa rồi Sáu hốt bạc luôn à. Chứ mấy chơi đâu. Hốt bạc cái gì? Tổ chức sinh nhật. Tổ chức đầy tháng. Đúng không? Đúng không? Nó trời đất ơi, bởi thiệt. Đàn bà con gái gì đâu mà bụng kỳ. Trời. Ôi cái này chắc có ôm ngán quá. Mà em nói thật với quý bà con, đâu phải là đây là lần đầu tiên đâu. Đây là lần thứ hai mà chúng ta thấy được á, là bà ve bụng mới ve to hơn bình thường. Cái lần thứ nhất em nói quý bà con mình y như vậy đó. Cái người mà dạng như người ta có kinh nghiệm trong mấy cái câu chuyện này đó, ta nhìn vô người ta khẳng định luôn, bé ve đang kiểu như cũng mấy tháng rồi đó. Mà theo quý bà con cô bác mình nghĩ, em thì em nghĩ vậy thôi. Còn biết quý bà con cô bác mình thì nghĩ cái gì, thì quý bà con mình hãy để lại em cái ý kiến cho em biết nha quý bà con. Rồi đó là cái thông tin thứ nhất. Bây giờ em sẽ cho tất cả quý bà con cô bác mình nghe tiếp cái thông tin thứ hai mà nghe còn chấn động. Không biết quý bà con mình hổm gài có nghe cái vụ mà anh Hoài Tâm không? Trời đất ơi, ông nội ơi, mới cái chát đây. Khán giả bây giờ làm quá trời quá đất. Bây giờ coi như là cái câu chuyện của anh Hoài Tâm á, anh nghệ sĩ hài á, nó cũng gắt củ kiệu y chang như cái chuyện của con ve. Nó báo trời đất ơi, em đọc liền cái bài viết này cho quý bà con coi. Người ta chụp lại cái màn hình nha. Từng ấn tượng anh Hoài Tâm hài rất duyên, không thể nào ngờ anh lại dính tới cái con kền HB. Thật quá tiếc cho anh, em và rất nhiều người sẽ không bao giờ xem hài của anh nữa.
đó là một vị khán giả quen thuộc của anh nghệ sĩ hài Hoài Tâm. Rồi quý bà con cô bác mình có biết không, anh Hoài Tâm ảnh mới trả lời một cái tin nhắn như thế này: anh không biết trong đây các em ghét bỏ ai rồi không thích ai, tự nhiên anh bị dính vô vào lu sa bu này, có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Potter có 20 con người, rồi tụi em không thích ai, rồi sao anh biết tụi em ghét người nào và anh bị dính vô cái chuyện gì trời? Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra? Bây giờ á, không biết quý bà con mình nghĩ như thế nào, nhưng mà riêng cá nhân em á, thì bây giờ mình nói nào ngay, cũng giống y chang là một nạn nhân vậy đó quý bà con. Thiệt á, em tại vì nhiều, có nhiều người kiểu như mà người ta kiểu như người ta cố tình ta quậy đó. Em nghi á, là em biết nghi làm sao không quý bà con? Em tin rằng là những fan của chị Hồng Loan, và đặc biệt fan của cậu Nam Vũ Linh, thì sẽ không bao giờ mà đi nhắn tin hay là đi làm những cái chuyện gì tào lao, đúng không? Nhưng em nghi ở đây là quý bà con mình biết cái gì không? Em nghi á, là tự động ở bên phía Bún Bò đó, nó nhào vô cái trang cá nhân của anh Hoài Tâm, bắt đầu nó công kích, nó làm cho đục nước lên. Rồi cái bắt đầu anh Hoài Tâm mới nghĩ đâu là đây là những fan của chị Loan, bắt đầu đổ thừa cho chị Loan. Em nói vậy quý bà con cô bác mình thấy hợp lý không? Chứ nếu thật sự riêng cá nhân em á, bây giờ đồng ý mình thấy á, mình thấy mà anh Hoài Tâm anh đứng ở đó, thật sự thì nói nào ngay, anh Hoài Tâm rất là nhiều người ta thần tượng anh, và thậm chí trong đó cũng có em đó quý bà con. Nhưng tuy là ban đầu mình nhìn thấy vậy đó thì mình khó chịu, đúng không? Mình khó chịu và mình cảm giác như mình vô cùng bực bội đó. Nhưng chúng ta suy đi nghĩ lại đi, thật sự mà nói á, đây là anh Hoài Tâm giống như là một nạn nhân hơn là một người ta cố tình, đúng chưa? Thì bởi vì vậy đó, theo em nghĩ những cái người khán giả này rất có thể là bên phía Bún Bò nhào vô tấn công anh Hoài Tâm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, em nghĩ đó nha, cái câu chuyện này á, quý bà con mình biết ai mà bày ra không? Em nghĩ cái khứa sạc đó, trời đất ơi, đã ta nói rồi, cái sinh nhật của bà đó, cái bà mà kêu bằng bầu xô bên Pháp gì đó, thì thôi bây giờ đừng có mời con vé, mày đặt năn nỉ cái bà bầu xô cho con vé hát đi chị, trời đất, hay em gì đó. Ừ, nó hát cũng được lắm, tội nghiệp đó, rồi nó đưa cho bảy chút đỉnh uống cà phê, nó bắt đầu báo người ta. Quý bà con mình thấy rõ ràng không? Báo biết bao nhiêu người, đi tới đâu là báo tới đó. Rồi bây giờ ảnh hưởng luôn tới cái sự nghiệp, và ảnh hưởng luôn tới cái tai tiếng của người ta, cái tiếng tâm chứ lộn. Trời đất ơi, em nói quý bà con, anh Hoài Tâm là một người mà Việt Nam mình hầu như ai mà đam mê về hài đó, người ta biết nhiều lắm, đúng không? Chứ đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Trời đất ơi, mà bây giờ em nói quý bà con, cái chuyện con ve bây giờ nó báo, mà em nói thật quý bà con, nó báo từ Việt Nam mà nó báo sang tới bên Pháp luôn, là quý bà con mình hiểu nó dữ dội cỡ nào. Nó báo mà từ châu Á mà tới châu Âu luôn, là thấy ghê thiệt chứ. Rồi bây giờ em sẽ cho tất cả quý bà con cô bác mình nghe thêm một cái tin cũng khá là chấn động. Thì không biết từ ngày hôm qua cho tới nay quý bà con mình có nghe cái thông tin này chưa? Cái con lợn tai xanh á, nó có lên livestream, nó nói một câu như thế này nè: tháng 11 này con Hồng Ve đó nó sẽ diễn 2 đêm ở đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời, kính mong quý cô bác anh chị tới ủng hộ và xem em ấy hát sau khi mà em ấy lưu diễn quốc tế về Việt Nam. Trân trọng. Trời ơi, tôi nghe cái bài viết tôi thấy cũng mắc ghét. Lưu diễn quốc tế, ôi lưu diễn mới chịu à. Ủa mấy cái này là cái câu của con Thủy Le, nó nói trên mà ở trên livestream của nó, nhưng mà người ta ghi lại đó quý bà con. Ôi lạnh lùng chưa. Ủa bộ con lợn tay xanh này nó nói nó bầu xô, mà sao nó cái từ ngữ mà nó dùng sao nó nghe nó bố láo thiệt chứ. Lưu diễn, biết thế nào gọi là lưu diễn không? Lưu diễn là người ta phải gọi là một cái chương trình tầm cỡ như mà kêu bằng Thúy Nga đó, hoặc là Paris by Night gì đó. Em không gành nhưng mà em nói đại nha quý bà con, đúng không? Ta được mời, toàn bộ những cái chi phí ăn uống ăn ở là người ta cấp cho mình,
bầu show bên đó đó, người ta cho mình tiền máy bay đồ các kiểu, chi phí đồ các kiểu người ta lo hết, chỉ việc qua ca rồi lấy tiền cát-xê đi về. Đó, đó mới gọi là kêu bằng lưu diễn, đúng không? Còn này là gì? Trời ơi ông nội ơi, trời đất ơi, đã năn nỉ người ta xin, nói thẳng ra là y chang như cái tiệc mà nó đi dự sinh nhật vậy đó quý bà con. Rồi sẵn đó có cái giọng hát, rồi lên hát bài đặt, mà lên múa lửa đâu các kiểu. Ở đâu ra mà gọi là lưu diễn? Trời ơi, đi lưu diễn rồi về rồi bắt đầu báo nè, báo nè. Rồi sau khi đó mà người ta nghe được cái phát biểu của con lợn tai xanh đó, quý bà con mình có tin không? Ngay lập tức trên cái fanpage chính chủ của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời, người ta có viết một cái dòng xì tá tốt như thế này, em đọc liền cho quý bà con mình nha. Nguyên cái tháng 11, chúng tôi chỉ mời một người nghệ sĩ duy nhất, đó chính là Lộ Lộ. Thì chắc quý bà con cô bác mình cũng không còn xa lạ với cái người nghệ sĩ Lộ Lộ đó, đúng không? Bởi có chị ấy thì không có lỗ. Đó. Vui lòng không tung tin thất thiệt, làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của cả đoàn. Chồng của chủ đoàn là làm bên luật sư cũng không có tốn kém bao nhiêu đâu ạ. À. Trời đất ơi, tôi khoái cái dòng xì tá tút này ghê ta. Ừ. Đúng quý bà con, cái câu cuối chốt lại nghe gắt ha. Chồng của chủ đoàn làm luật sư cũng không có tốn kém bao nhiêu đâu ạ. À. Trời đất ơi, tôi nói no no no. Có nghĩa là lặn tay xanh nó lên nó nổ, nó lên live stream, nó câu kéo khán giả của nó là ôi vài bữa nữa bé Ve đi lưu diễn về nghe, bé Ve từ bên Pháp về, bé Ve sẽ được được cái bằng đoàn Lô Tô Tân Thời Sài Gòn mời đi đi diễn, đi chạy show. Trời đất ơi, mụ nội ơi, trời đất ơi, tôi lại bà lợn tai xanh ơi, ai mà mời. Ủa con Ve bây giờ em thiết nghĩ á quý bà con, kiểu như mà bây giờ ví dụ mà mình nói mà kiểu như con Ve phải cho Ve hát ở chỗ nào quý bà con mình biết không? Vô trong mấy cái chỗ trại giam á, mấy cái chỗ mà mấy cái phòng mà lấy lời khai đó. Ừ. Vô hai vị anh công an á, anh hỏi giờ mày tội gì, mày khai ra đi. Nó không cần mấy anh công an hỏi gì cho nó mệt. Kêu bé Ve vô hát cho cái anh mà kêu bằng bị can đó đó. Ừ. Vô hát bạn bài nổi buồn quá phượng đi. Đó. Trời ơi, hát xong là tự động ta khai luôn à. Cậu mấy biết sao không quý bà con? Biết hát ở chỗ nào nữa không? Ở dưới xóm em á, nó có mấy cái tụ điểm mà kêu bằng mấy cái dân cờ bạc đó. Ừ. Người ta tụ lại người ta chơi mà kêu bằng đá gà đồ đó. Ừ, lắc tài xỉu đồ đó, nó rồi bài bạc đồ đó. Đó. Bé Ve phải đặc biệt hát mấy chỗ đó. Biết sao không? Hát mấy chỗ đó là có lợi ích cho xã hội. Đó, biết sao? Quý con biết sao hát vậy không? Thì bây giờ hai vị bây giờ mấy anh đó anh chơi á, mấy anh mà chơi đỏ đen á thì tất nhiên những cái chỗ đó thì mấy anh công an mất công anh mệt, anh tới rồi anh bắn súng đùng đùng anh dí cực cho mấy anh, đúng không, để sức khỏe mấy anh bảo vệ cho dân. Bây giờ không cần đó, mướn bé Ve ừ vô hát những cái chỗ đó đó, ông nội ơi tôi nói là không còn một bóng người và không còn chỗ nào mà kêu bằng tụ tập lại, đúng chưa quý bà con? Thiệt em thiết nghĩ vậy đúng không quý bà con? Chứ giờ mà nói tới mà Ve đi hát lô tô, Ve đi hát gánh hát này gánh hát nọ gánh hát lọ gánh hát chai, thì em nói thật với quý bà con, những cái tào lao không à, không có thể nào mà tin được mà kiểu mà trời ơi mà giờ Ve được người này người kia mời nó làm cái show gì mà ở Hậu Giang đó, phát quà trung thu gì đó, nó đã làm miễn phí mà người ta còn không thèm nghe, thì em hỏi quý bà con cô bác mình ai mà bỏ tiền ra đi nghe, đúng không? Trời ơi, gì làm gì cái gì bữa hổm đâu quên ta. Ừ, Bến Thành. Phong trà Bến Thành. Ba cái tiền vé đó nó tự in ra. Nó đi phát cho người ta. Rồi mới đây gần nhất là gì? Live xì xô ở Đồng Dao. Trời đất ơi, nói với hai bàn thờ hát xong rồi cái live xì xô đó. Ủa bộ, ổ lộn. Cái sân khấu đó người ta dẹp luôn. Người ta tháo bảng hiệu người ta dời đi chỗ khác luôn. Thì em hỏi quý bà con mình rồi ai coi? Trời, con lợn tai xanh nó đang nổ. Ừ. Nó nổ là thứ nhất nó, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha. Theo em á, em nghĩ con lợn tai xanh này nó đang chơi con Ve hay sao quý bà con? Thiệt. Đúng không? Làm sao mà con lợn tai xanh á nó không nhìn ra và nó không biết được sau khi mà nó nói câu đó thì tất nhiên ở bên phía đoàn Lô Tô người ta sẽ có bài người ta lên và người ta sẽ lên đính chính. Theo em nghĩ đó,
con lợn tai xanh đó, nó đang gài hoặc là nó đang cố tình nó chơi con ve, đúng không? Tại sao chơi? Thì quý bà con mình nhớ giùm em, cái hôm á mà con ve nó về Hậu Giang, đúng không, là trước đó đó con ve nó đã giao cho con lợn tai xanh, bây giờ mày xuống dưới đi, mày làm chuyện này chuyện kia mày lo hết cho chị, để làm chi, để mà chị kiểu như chị xuống chị hát thôi em. Ừ, mày phải lo nghe. Bắt đầu lợn tai xanh lúc đó là chẳng vậy còn thân mà, để em chị, để em. Ủa, ba vụ này em hay lắm. Ba vụ cắm lợn cắm xú này em hay dữ lắm, để em lo hết cho, trời đất ơi em có lính em dưới mà. Hỏi ai? Thám tử nó mừng nó bắt đầu hợp tác, đầu làm các kiểu, đầu làm cái hoành tráng lắm. Rốt cuộc xuống dưới làm gì? Trời đất ơi, nội người ta lấy quà xong ta tung ta về hết trơn hết trời. Nó nhục một mặt luôn, nó nhục như cái đống mà kêu bằng đống gì, đống mứt cái quý bà con đó. Rồi em hỏi quý bà con cô bác mình, con ve nó có chở con lợn tai xanh không? Làm sao không? Nó chở nặng còn hơn là cái gì nữa chứ đó, đừng nói không chở, đúng chưa? Thì từ cái chỗ đó, từ khi mà cái ngày đó nó xảy ra cho tới nay, chúng ta ít có bao giờ mà nghe con lợn tai xanh đó, nó nhắc nhiều gì tới con ve lắm. Và thậm chí em thấy là kêu bằng trên like nó đó, nó ít bao giờ mà nó đề cập tới chuyện của bà Sáu. Thì từ cái chỗ đó em mới nghĩ ra, em mới nghĩ ra rằng á, là con lợn tai xanh này nó đang cố tình, nó kiểu như nó du khống đó. Ừ, nó kiểu như nó đang đổ thừa cho con ve là tung tin đồ này kia, hát đồ lô tô, chứ thật sự không có đâu quý bà con. Và thậm chí nha, nếu mà đòn lô tô đó người ta có bị ảnh hưởng gì đó, là con ve với con lợn tai xanh này thế nào cũng bị ăn đơn kiện cho mà coi, đúng không quý bà con? Rồi thì đó là toàn bộ những gì mà em muốn chia sẻ đến tất cả quý bà con cô bác mình. Thì quý bà con mình nghĩ như thế nào, hãy cho em biết cái ý kiến dưới phần bình luận nha quý bà con. Còn bây giờ xin phép chào tất cả quý bà con, cảm ơn và chân thành biết ơn quý bà con cô bác mình thiệt là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.